Em tiếp tục quay một clip tiếp theo gửi tới bác. Đây là bác Trần Văn Thảo, bác ở Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. Số đuôi, số điện thoại đuôi của bác là 163889. Bác có đặt đôi loa. Đây, đôi loa này với trị giá là 3.950.000. Sau chút nữa em test cho bác nghe xem đôi này bác phải xứng đáng với những đôi 8 đến 9 triệu chứ không phải 3.950.000, vì nó đánh quá là hay. Đây. Đây là đôi loa Zen TH của quý vị của bác. Đôi này có giá là 3.950.000, được chưa? Đấy. Của bác Thảo này. 3.900.000 hay 3.950.000 lúc sáng bảo lấy bác 39. Đấy. Sau đây em test cho các bác nghe xem có xứng đáng với lại đôi loa xứng đáng giá tiền như thế. Em báo cáo bác là bác đôi này với giá tiền 3.950.000 thì bác mua nó là nó quá bèo. Còn bèo hay không thì mời bác vào nghe chất âm của em nó. Em vẫn tiếp tục đánh nhờ con âm ly của bác khách hàng ở Mỹ Đình nhá. Mời bác này. Bát 25 thôi nhưng mà lại quá là hay luôn. Em vừa đánh chưa qua chiếc âm ly Pioneer vẫn chỉ từ điện thoại, không qua giải mã, không qua một xử lý số nào. Đó là đôi loa với mức giá có 3.950.000, chưa đến 4 triệu, đôi loa hơn 3 triệu mà nó đánh cái xử lý như vậy rồi, quá là chuẩn. Em sẽ gửi hàng ngay đi cho bác. Đây là của bác Thảo, bác Thảo thành phố Nam Định ạ. Số điện thoại đuôi là 163889. Bác đợi nhận hàng giúp em.